Cô gái cắt cỏ mang thai với chúa Trịnh và cái kết bi thương. Chuyện kể rằng ở dưới chân núi Độc có đôi vợ chồng trẻ hiếm muộn sinh được một người con gái có mùi hương thơm ngát, đặt tên là Đào Thị Hương. Càng lớn Hương càng xinh đẹp, hát hay, nổi tiếng khắp vùng. Chúa Trịnh Doanh trong lần đi tuần gặp được nàng thì yêu mến, hai người quyến luyến bên nhau cả tháng trời. Khi chúa về kinh có hẹn sẽ đem thuyền hoa đến rước nàng, nhưng nàng chờ mãi cho tới khi bụng lớn dần mà chúa vẫn chưa quay lại. Cha mẹ nàng biết chuyện con gái chửa hoang thì không ngớt chửi mắng và đánh đập để tránh tiếng nhục với làng nước và khỏi phạt vạ, nhưng hàng tổng biết chuyện, chúng chói nàng dìm xuống biển. Nàng gào khóc xin trời Phật chứng giám, nếu nàng có oan ức cho nổi lên 3 lần, nếu dối trá sẽ chìm xuống biển sâu. Quả nhiên khi bị dìm xuống biển, nàng nổi lên 3 lần, mọi người đều thất kinh, nhưng bọn hào lý không tha, lấy dây cuốn nàng vào cối đá để dìm cho đến chết. Bỗng sóng to gió lớn nổi lên, bọn hào lý lần lượt lăn ra bất đắc kỳ tử. Khi chúa mang thuyền rồng đến đón mới biết nàng đã thác oan. Từ đó ghe thuyền qua lại vùng này thấy nàng thường hiện hiện trên sóng nước, dân chúng dựng miếu thờ ở ngọn đồi trông ra biển, gọi là đền Bà Đế. Sau này vì